Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Lời đầu tiên là xin kính chào quý anh chị em. Thì hôm nay đáng lẽ là tới rất là sớm, nhưng mà bị lộn đường, chạy vòng xuống Tân Phước rồi vòng lên. Thì nghĩ hôm nay là lễ kính Đức Mẹ cho nên mang áo trắng. Tới đây thấy các cha mặc áo xanh và chạy vào. Và tới nơi thì cha Linh Hướng nói là cha chia sẻ thì tất cả những chuyện bỡ ngỡ hết. Thầy, chúng ta chào chúc nhau một tràng vỗ tay tạ ơn Chúa trong suốt một năm qua. Nghe danh Thầy, cả ma quỷ vâng nghe lời chúng con. Thưa anh chị em, tất cả ở trong chúng ta đây, hầu như cái niềm tin của chúng ta, nghe nói về niềm tin vào Thiên Chúa, chắc chắn rằng không ai nói là tôi không tin. Và nói về lòng mến Đức Mẹ, chắc chắn rằng trong chúng ta không dám nói là con không kính mến Đức Mẹ. Có không? Có ai ở đây không kính mến Đức Mẹ giơ tay coi? Không giơ tay thì hiểu ý rằng ai kính mến Đức Mẹ, đúng không? Rồi ở đây không ai tin vào Chúa giơ tay coi? Không phải không? Tôi nói có những người chưa tin, chưa tin vào Chúa một cách tuyệt đối, tin một cái kiểu mập mờ đó. Tôi quan sát giờ này còn đeo khẩu trang trong nhà thờ thì mình chưa tin vào Chúa, chưa tin. Mình bước vào nhà thờ là mình đặt cái niềm tin của mình vào nơi Chúa thực sự, thì đó mới là chúng ta tin. Giờ này đi ra ngoài quán nhậu thì ngồi kha khả, bước vào nhà thờ đeo khẩu trang từ đầu tới cuối, tin ở đâu? Chúng ta nói tin. Rồi cái lòng kính mến Đức Mẹ thì chúng ta thấy rằng, tôi chỉ hỏi luôn là trong chúng ta có hàng ngày có lần hạt mân côi trong gia đình không? Có ai có một ngày coi như là không lần hạt mân côi trong gia đình giơ tay coi? Chắc có lẽ cũng nhiều người tối đến chả lần hạt mân côi đâu. Mình mang tiếng là sùng kính Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ lắm. May ra thì vội vã được ba kinh kính mừng, được lệnh Chúa thôi, như vậy là may lắm rồi. Còn không thì chưa chắc, thưa anh chị em. Thế thì qua cái bối cảnh của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta tạ ơn Chúa được chúng ta ngồi đây để tạ ơn Chúa, và tạ ơn Chúa để rồi chúng ta chia sẻ với nhau trong một năm qua, nhìn lại một biến cố đang làm cho chúng ta khủng hoảng, mà chúng ta trở nên một cái sự tranh vinh giữa cuộc đời này không biết sẽ còn hay là mất. Năm ngoái bằng giờ này, phải không? Chuẩn bị ngăn sông cách chợ, bắt đầu từ từ nhốt mỗi người một ngả, chỉ nhìn không biết ngày mai ai còn, ngày kia ai mất. Nơm nớp lo sợ đó. Và chính vì cái sự nơm nớp lo sợ ấy, chúng ta có chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể không? Có chạy đến với Đức Mẹ Maria để cầu nguyện không? Có không? Có lẽ là không. Các cửa nhà thờ đóng cửa hết thì ai chạy vào đây nhà thờ được? Còn lần hạt mân côi thì giờ đó hoảng loạn, lấy đâu mà ngồi mà lần hạt mân côi được? Vậy Chúa ơi, loạn rồi, đói rồi, giờ lo kiếm gì ăn dịp này chứ làm sao mà có thể ngồi đó phó thác mà lần hạt mân côi được? Đấy là, thưa anh chị em, cái niềm tin. Và từ cái niềm tin đó để rồi chúng ta xác tín rằng chúng ta đang làm gì cho Chúa trong cuộc đời ngày hôm nay, thưa anh chị em. Ở trong tin mừng hôm nay chúng ta nghe thấy rằng gì? Cả ma quỷ cũng phải sợ chúng con vì danh Thầy. Nhưng mà chúng ta đang sợ nhiều thứ. Sợ nhiều thứ. Sợ cả Chúa nữa. Không dám đến với Chúa. Và đi tìm cái gì? Đi tìm, đang đi tìm những cái không thuộc về chúng ta. Và để đi tìm, tức là cố gắng kéo cái cuộc đời của mình lại, và không có sự phó thác thực sự, thưa anh chị em. Tôi nói một điều là tại sao mà chúng ta chưa phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa? Chúng ta chưa phó thác thực sự.
Không biết ở trong đây giờ ai chưa chích ra tay tôi gây không? Có ai chưa tiêm mũi nào không? Chắc tiêm hết rồi gì nữa. Có ai chưa tiêm không? Thế là tiêm hết rồi. Thì mình đang đi tìm cái gì? Mình đang đi tìm cái gì của nhân loại này để cứu cánh cho mình thôi, chứ mình chưa tin vào Thiên Chúa. Tôi không có tiêm. Tôi không tiêm. Tôi giờ vấn đề ai nói cho tôi, nói thẳng tôi không có tiêm. Kéo dài tuổi thọ được bao lâu? À, nếu Chúa không gìn giữ chúng ta thì chúng ta có chích cả ngàn mũi thuốc chết vẫn chết. Thế thôi. Cái niềm tin đó ở chỗ này. Cho nên vừa rồi tôi gặp một người lương dân. Họ nói rằng: thưa cha, qua cơn dịch này con cảm thấy con tin vào Chúa. Con tin vào Chúa và cả gia đình con không có tiêm. Một người bên lương, họ nói như vậy. Con không có chích cả nhà con, và con tin chắc rằng Chúa sẽ cứu. Và cuối cùng họ nói rằng cả gia đình con không bị nhiễm ở ngay giữa ủng dịch trên chị em, mà chúng con vẫn đi ra ngoài bình thường, chả sao cả. Thế thì hóa ra chúng ta suy nghĩ lại xem chúng ta có niềm tin bằng họ không. Rồi trong cái đại dịch vừa rồi, chúng ta có dám đến thăm những người bị bệnh không? Khi họ đang bị F0 và đang bị cách ly thì chúng ta có dám đến gần với họ không? Đủ bản lĩnh không? Khó lắm. Tôi đến từng gia, tôi đến những gia đình mà họ bị F0. Khi đến họ bảo: cha đứng xa ra. Mà sao vậy? Chúng con sợ lây cho cha. Mà không, chúng ta phải có tin. Rồi bước vào nhà là họ bảo cha phải sát khuẩn. Mà không, không cần. Chúa chỉ nháy mắt thôi. Thì đó. Và có những gia đình là cả bố mẹ con cái bị hết. Tôi chỉ cho xong cách nào ăn thứ gì trong vòng 3-4 ngày khỏi. Họ tin. Họ tin bảo vậy thì con tin vào Chúa. Rồi có những khi mà tôi đi làm nghi thức an táng, hỏa gọi là hỏa thiêu, nó không dám cho đến gần, nó bắt phải đứng xa. Đứng xa xong đó rồi nó xịt thuốc đầy hết cả người tôi. Tôi bảo làm gì ghê vậy. Thì từ cái biến cố vừa rồi, để chúng ta suy nghĩ lại cái niềm tin và phó thác ở Chúa trong ngày hôm nay. Các môn đệ vui mừng và về nói với Chúa rằng: vì danh của Thầy mà cả ma quỷ sợ chúng con. Thế thì chúng ta cũng vậy, vì danh của Chúa thì cái virus này nó cũng sợ thôi, chúng ta không sợ nó. Nhưng mà hóa ra chúng ta vẫn đang sợ, lo sợ nơm nớp cái điều đó, thưa anh chị em. Bởi vậy tôi mới mang muốn nói rằng cái niềm tin ngày hôm nay, để rồi con người chúng ta tin vào Thiên Chúa còn được bao nhiêu. Đúng như lời của Chúa nói rằng: liệu khi con người đến, cái niềm tin vào Thiên Chúa còn nữa hay không? Có còn nữa hay không, thưa anh chị em? Lo sợ. Cho nên hôm nay chúng ta hiện diện nơi đây để một tâm tình tạ ơn Chúa. Năm ngoái chúng ta không tổ chức được. Năm ngoái thì hình như cũng tổ chức vào cái dịp tháng 6 phải ông Yên nhỉ? Tính mời tôi vào tháng 6 như cái dịp đó là coi như bắt đầu là không có lễ. Thì cho nên là ngưng, cũng đang chuẩn bị cả rồi nhưng mà không có thánh lễ năm nay như thế này. Thì chúng ta tạ ơn Chúa. Cái tâm tình luôn luôn phải tạ ơn, và Chúa đang gìn giữ chúng ta. Cho nên nếu xét về cái giáo xứ Châu Nhai mà hôm nay hiện diện nơi đây, thì cũng y như tôi cũng sẽ muốn quay trở lại bài tin mừng là Chúa Giêsu đang sai 72 môn đệ đi rao giảng và làm chứng cho Chúa. Anh em sẽ trở nên những môn đệ của Chúa ngày xưa. Chúng ta từ bỏ quê hương, xa rời quê hương vào trong này làm ăn, thì chúng ta cũng lấy một cái niềm tin và lòng phó thác ở nơi Chúa qua mẹ Maria, để chúng ta đến tất cả
cả mọi vùng ở trong miền Nam, nơi này nơi kia, mà chúng ta vẫn sống với một niềm tin đó, thì đó là công cuộc mà Chúa đang sai chúng ta đi đến những nơi hẻo lánh, nơi xa xôi, nơi này nơi kia, để rồi chúng ta làm chứng cho Chúa qua đức tin của mình. Đó mới trở nên những môn đệ mà Chúa đang sai đi, để rồi ngày mai và ngày kia cuộc đời của chúng ta còn lại, chúng ta sẽ trả lời với Chúa rằng: lạy Chúa, Chúa đã sai chúng con đi vào những vùng này, chúng con đang làm chứng cho Chúa, và ngay cả những người họ chưa có niềm tin, họ qua đời sống của chúng con, họ đã tin vào Chúa, chúng con tạ ơn. Đó là cái tâm tình mà để rồi chúng ta tạ ơn Chúa trong thánh lễ hôm nay. Xin qua lời bầu cử của mẹ Maria, chúng ta tin chắc rằng mẹ luôn luôn mẹ quan phòng, mẹ nhìn đến tình con cái của mẹ, và từ nơi mẹ, mẹ sẽ cầu chuyển những lời cầu của chúng ta lên Chúa để mẹ gìn giữ chúng ta. Cho nên tất cả ngày hôm nay chúng ta xin ơn Chúa qua mẹ Maria, chắc chắn rằng mẹ sẽ luôn luôn gìn giữ và bầu cử cho chúng ta trước mặt Chúa. Trong những khi gian nan khốn khó trong cuộc đời này, mẹ luôn luôn là tà áo bao phủ tất cả chúng ta. Xin mẹ gìn giữ và nâng đỡ chúng ta, và qua đó để chúng ta thêm một sức mạnh, niềm tín thác vào Chúa Giêsu, Thánh Thể và lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, càng suy nghĩ thì tôi lại thấy cái niềm tin vào Thiên Chúa của nhiều người, và cũng có những cái niềm tin vào Thiên Chúa vẫn còn đang nằm ở trong một sự lung lạc nào đó. Thưa anh chị em, nghe cái bài kinh và cái bài hát về lòng thương xót, lạy Chúa, sao con tín thác vào Chúa, phải không? Ngoài Chúa ra chúng con không còn gì, không còn cậy trông, cậy dựa vào ai nữa, tín thác quá rồi. Thế nhưng mà ngược trở lại, tôi xin lỗi một điều, cái điều này tôi nói thì cũng có thể là hơi xúc phạm một chút. Kinh cầu cho đại dịch vừa rồi, cái đoạn cuối thì xin Chúa cho các nhà khoa học, bác sĩ tìm ra phương thuốc. Vậy Chúa không tìm ra phương thuốc, đúng không? Để cho mấy cái thằng coi như là nhiều thì thằng vô thần nó tìm ra thuốc để cứu con người, chứ Chúa đâu cứu đâu. Anh em thấy đúng không? Đang tin nặng vào Chúa để quay qua thì bây giờ này đi tin vào mấy cái thằng mấy cái tàu lao đó để tìm ra thuốc cứu người à? Cứu nổi không? Chúa chỉ ngắt cái không khí này 5 phút thôi, nhân loại này không còn móng nào. Không còn móng nào đâu. Bên đây thì đọc là còn ngoài Chúa ra không còn tìm đâu được là cái nguồn cứu cánh cả. Bên đây thì lại đi tìm cho những phương thuốc, các nhà bác học khoa học tìm ra phương thuốc. Họ mới cứu, Chúa không cứu được. Thì đó là cái niềm tin đó. Chúng ta so sánh từ những lời kinh và cái niềm tin đó, để rồi chúng ta phải tin được Chúa như thế này. Xin lỗi Chúa, trong cơn đại dịch rồi chúng con đã nhiều lần chưa tin vào Chúa thực sự. Chúng con vẫn còn nhát đảm, chúng con vẫn còn đang lo sợ hoang mang của cuộc trần thế này. Chúng con chưa phó thác để mà tin tưởng thực sự ở nơi Chúa. Đó là thiếu sót của chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, những thiếu sót đấy, để chúng con biết đứng lên, biết chạy đến với Chúa qua mẹ Maria, và an ủi, giữ gìn cho tất cả mọi người chúng con, cho thế giới này luôn được bình an.